tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, chúng ta bước vào đầu tháng 5, xin kính chúc quý vị và các bạn một tháng mới an lành và bình an. Trong bản tin ngày 1 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Cuộc biểu tình Roland Thunder có vẻ như hòa bình với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát. Tổng cộng có 9 người đã bị bắt. Một cụ bà 100 tuổi bị xe SUV tông tử vong ở Toronto. Phẫu thuật hút mỡ đã bị hỏng, khiến một người phụ nữ Ontario phải trả thêm 20.000 đô la để chỉnh sửa. Thành phố Toronto cảnh báo lừa đảo yêu cầu cư dân trả tiền khi vi phạm chỗ đầu xe. Người đàn ông bị buộc tội ở tỉnh Quebec trong vụ tấn công bằng kiếm vào Halloween đã bị mê sản. Du khách nên đến sân bay Vancouver vài giờ trước chuyến bay vì việc kiểm tra an ninh gây ra sự chậm trễ. Cộng đồng Chinatown Vancouver kêu gọi sự hiện diện của nhiều cảnh sát hơn trong bối cảnh bị phá hoại không ngừng. Cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ cáo buộc Nga có hành động đồi bại và tàn ác. Angelina Jolie đến thăm Lviv của Ukraine, gặp gỡ những người bị di dời vì chiến tranh. Ông Kim cảnh báo Triều Tiên có thể đánh phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân. Nghị sĩ Anh từ chức sau khi thừa nhận hai lần xem phim khiêu dâm trong quốc hội một thị trấn ở Brazil dựng tượng chúa cao hơn kỳ quan ở thành phố Rio. Tỷ lệ trẻ em Việt Nam quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 2013 đến 2019. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. thị trưởng Ottawa đánh giá cuộc biểu tình của Rolling Thunder có vẻ hòa bình. Hàng trăm người đi xe máy và đi bộ đã đổ bộ vào trung tâm thành phố Ottawa vào ngày thứ hai của sự kiện đoàn xe mô tô Rolling Thunder với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát được triển khai để theo dõi những người biểu tình. Thị trưởng Ottawa Jim Washington cho biết các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy đã diễn ra trong hòa bình tính tới thời điểm này và ông nói với các phóng viên rằng sự hiện diện của cảnh sát dường như đủ để giữ cho cuộc biểu tình không leo thang giống như đoàn xe tự do vào hồi tháng 2. Ông nói mọi thứ có vẻ vẫn rất tốt cho tới lúc này, đây có vẻ là một cuộc biểu tình ôn hòa và đó là điều chúng tôi đang mong muốn và cảnh sát cũng xuất hiện rất đông để tránh tình trạng trở nên loạn hơn. Kể từ 7 giờ sáng thứ Sáu, cảnh sát đã phát tổng cộng 560 vé phạt đậu xe. Có 39 xe đã bị kéo đi, 8 vé phạt vì tiếng ồn hoặc là khói hoặc là do làm ồn tắc đường cao tốc. Chiều nay, đám đông ở đồi quốc hội đã bật nhạc để nhảy múa. Thậm chí là có người còn nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông chỉ mặc quần lót có in lá cờ Canada. Trên tay, cầm tấm biển có dòng chữ Trudeau got to go, tạm dịch là Trudeau phải bị thay thế. Kiểm soát các cuộc biểu tình của đoàn xe tự do ngoài giờ khiến cho PC tiêu tốn gần 386.000 đô la. Tỉnh bằng PC đã chi 386.947,25 đô la để trang trải cho chi phí làm thêm giờ cho các sĩ quan cảnh sát trong suốt 9 tuần diễn ra các cuộc biểu tình của đoàn xe tự do tại cơ quan lập pháp theo cảnh sát Victoria cho biết. Cảnh sát cho biết, bất chấp căng thẳng giữa những người biểu tình và những người phản đối biểu tình và một số ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp gần đó, không có thương tích hoặc là thiệt hại tài sản đáng kể. Đã có 3 vụ bắt giữ và hơn 50 vé phạt các cuộc biểu tình đã diễn ra tại cơ quan lập pháp, chi phí làm thêm giờ do tỉnh đại Thọ. Con số giờ cảnh sát đưa ra không bao gồm giờ làm việc thường xuyên của các sĩ quan liên quan. bộ y tế canada chuẩn bị đưa ra các quy tắc mới về rèm cửa sổ có dây bắt đầu từ tháng tới các doanh nghiệp bán rèm cửa sổ có dây sẽ cần thủ tục và các quy định của bộ y tế canada nhằm ngăn ngừa thương tích cho trẻ em tuy nhiên các quy tắc đã có hiệu lực vào năm ngoái và một số doanh nghiệp lo ngại về sự nhầm lẫn mà nó có thể gây ra cho những hành khách đang tìm mua rèm cửa sổ cho ngôi nhà của họ vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế đã giảm độ dài của dây kéo rèm cửa sổ xuống còn 22cm và chu vi của các phòng được tạo ra bởi các loại dây có thể với được xuống còn 44cm. Lý do của sự thay đổi này là để ngăn chặn tình huống trẻ em bị vướng vào dây dài, những sự cố có thể dẫn tới thương tích nguy hiểm tới tính mạng và thậm chí tử vong. Trong khi Bộ Y tế Canada đã thay đổi các quy định một năm trước cơ quan này cho biết hiện sẽ tiến hành kiểm tra bắt đầu từ ngày Chủ nhật để bảo đảm các doanh nghiệp bán rèm cửa sổ tuân thủ các quy định mới. Các chuyên gia cho biết những loại thương tích này không phổ biến lắm, nhưng mà dữ liệu cho thấy rèm cửa có dây là nguyên nhân gây tử vong cho ít nhất là một trẻ em mỗi năm ở Canada. Các nhà lãnh đạo đảng Ontario cố gắng kết nối với các cử tri nói tiếng Pháp trong khi không ai nói được tiếng Pháp, lần đầu tiên trong những năm gần đây không có một lãnh đạo đảng Ontario nào mà có khả năng nói tiếng Pháp lưu loát. Hai thủ hiến của Đảng Tự do trước đó là bà Kathleen Wynne và ông Dalton McGuinty nói tiếng Pháp và điều đó có nghĩa là có ít nhất một nhà lãnh đạo có thể trực tiếp giao tiếp với người dân Ontario nói tiếng Pháp. Ông Steven Tauduka, lãnh đạo đảng từ năm 2020, đã học tiếng Pháp liên tục kể từ năm 2013, đảng cho biết. Nhưng ông ấy không thường sử dụng tiếng Pháp trong những lần phát biểu đã chuẩn bị trước. Lãnh đạo đảng bảo thủ cấp tiến là ông Doug Ford, cho biết vào năm ngoái, ông đã ngừng học tiếng Pháp trong thời kỳ đại dịch. Nhưng ông đã học lại và thỉnh thoảng học các cụm từ từ bà Caroline Moroni, bộ trưởng phụ trách các vấn đề tiếng Pháp của ông. Lãnh đạo đảng NDP là bà Andrea Horwath đã học một số bài học tiếng Pháp nhưng hiện tại thì đang tạm ngừng việc học. Lãnh đạo đảng xanh là Mike Schreiner đã học tiếng Pháp với một gia sư trong vài năm gần đây, một phát ngôn viên cho biết. Có hơn 600.000 người nói tiếng Pháp ở tỉnh Ontario, theo thống kê Canada. Một giáo sư khoa học chính trị của Đại học Ottawa cho biết, việc không nói được ngôn ngữ của họ khiến kết nối trực tiếp với cử tri nói tiếng Pháp trở nên khó khăn hơn tuy vậy tin tốt cho tất cả những nhà lãnh đạo này là các đối thủ của họ đều không biết nói tiếng pháp thế nên không ai có lợi thế mà cũng chẳng ai bị bất lợi liên quan đến tình hình nhà ở các cuộc đình công có thể làm trì hoãn các dự án nhà ở rất cần thiết vào tháng tới một tổ chức đại diện cho những người xây dựng nhà ở của tỉnh đã cảnh báo rằng một làn sóng đình công có thể làm trì hoãn việc xây dựng nhà ở rất cần thiết ở tỉnh ontario vào đầu tuần tới Hội đồng xây dựng khu dân cư Ontario gọi tắt là Rescon cho biết họ đã khuyến cáo các thành viên của mình. Họ dự kiến sẽ có nhiều lần ngừng việc diễn ra bắt đầu từ thứ hai ở các khu vực dân cư thấp, trung bình và cao tầng. Cảnh báo được đưa ra khi tỉnh bang và đặc biệt là khu vực đại đô thị Toronto, GTA đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà, giá cả phải chăng và giá bất động sản tăng do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu cao các thỏa thuận tập thể cho công nhân xây dựng không có công đoàn thường kéo dài 3 năm và nhiều người trong số họ hết hạn vào ngày 30 tháng 4. Lần này đã có thêm áp lực để đạt được thỏa thuận một phần do các vấn đề do COVID-19 gây ra. Một cụ bà 100 tuổi đã bị xe SUV tông tử vong ở Toronto. Cảnh sát cho biết một phụ nữ 100 tuổi bị thương nặng khi một chiếc xe SUV đâm vào đầu tuần này đã chết trong bệnh viện. Vụ va chạm xảy ra ngay trước trưa ngày thứ ba tại khu vực Steel Avenue East và Blackwood Drive phía tây phố Leslie. Cảnh sát Toronto cho biết, người phụ nữ này đang đi bộ trên vỉa hè về hướng Blackwood Drive thì bị người điều khiển chiếc xe Subaru Forester 2019 đâm phải. Cảnh sát cho biết người lái xe, một người đàn ông 64 tuổi, đang đợi để rẽ phải từ Blackwood Drive vào hướng đông Steel Avenue East thì va chạm xảy ra. Cảnh sát cho biết ông đã ở lại hiện trường sau khi gây ra tai nạn. Người phụ nữ được chở đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Hôm thứ Sáu, cảnh sát cho biết người phụ nữ đã chết vì vết thương của mình. Phẫu thuật hút mỡ thất bại khiến cho một phụ nữ Ontario phải trả 20.000 đô la để chỉnh sửa. Một phụ nữ Ontario từng mơ ước được chỉnh sửa chiếc cầm trẻ Giờ sẽ phải trả 20.000 đô la để sửa lại một ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Cô Ripa Hassan ở Thornhill, Ontario cho biết tôi chán nản và khóc mỗi ngày và tôi bắt đầu dùng thuốc điều trị chứng trầm cảm của mình. Mỗi lần tôi nhìn vào gương thì tôi lại nhìn thấy tất cả những vết sẹo này. Cô Hassan cho biết cô đã tới một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ để hút mỡ ở cổ. Khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, cô Hassan có những chỗ phòng lên trên cổ và các vết sẹo xung quanh tai của cô. Phòng khám đó đã thực hiện một cuộc phẫu thuật thứ hai miễn phí nhưng mà các vấn đề vẫn tồn tại và không giúp được gì. Trong khi chi phí phẫu thuật ban đầu là 5.000 đô la. Cô Hassan cho biết giờ có phải trả nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề ở cổ và có thể lên tới 15 hoặc là 20.000 để làm các phẫu thuật chỉnh sửa trở lại. Toronto cảnh báo về việc lừa đảo yêu cầu cư dân phải trả tiền vi phạm chỗ đầu xe. Thành phố Toronto đang cảnh báo cư dân về một trò lừa đảo bao gồm một người đóng giả làm quan chức yêu cầu thanh toán khi mà vi phạm chỗ đầu xe. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, đại diện của thành phố cho biết họ đã nhận được báo cáo về các tin nhắn lừa đảo dường như là từ một quan chức Toronto. Một bức ảnh chụp một đoạn văn bản cho thấy dòng chữ City of Toronto được viết hoa và sau đó là một câu thông báo cho người dân rằng họ nợ tiền vì lỗi đầu xe. Brad Ross, một phát ngôn viên của Toronto, cũng đã lên Twitter để nói rằng các tin nhắn là một trò lừa đảo và thành phố sẽ không gửi tin nhắn văn bản về việc đầu xe. Bất kỳ ai nhận được một tin nhắn văn bản tương tự được khuyến cáo không nhấp vào các liên kết hoặc là cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho kẻ lừa đảo. Người đàn ông bị buộc tội ở Quebec trong vụ tấn công bằng kiếm vào ngày Halloween đã bị mê sảng. Người đàn ông bị cáo buộc trong vụ tấn công đâm chết hai người ở Quebec vào ngày Halloween 2020 đã ở trong tình trạng rối loạn tâm thần và bị mê sảng, một bác sĩ tâm thần làm chứng cho bên bào chữa biết hôm thứ sáu. Tiến sĩ Charles Chamberlain, người đã giám định Carl Giroir sau vụ giết người, cho biết ông tin rằng bị cáo mắc chứng tự kỷ và có khả năng mắc chứng tâm thần phân liệt. Chứng rối loạn tâm thần này có nghĩa là anh ta không thể biết liệu hành động của mình đang làm là tốt hay là xấu, tiến sĩ Chamberlain kết luận trong báo cáo anh Chirua, 26 tuổi, bị buộc tội với hai tội danh giết người cấp độ 1 trong cái chết của một người 56 tuổi và một người 61 tuổi vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Và anh ta cũng bị buộc năm tội cố ý giết người. Anh ta thừa nhận đã giết hai người và làm bị thương năm người khác, nhưng nói rằng anh ta không phải chịu trách nhiệm hình sự vì anh ta đang bị rối loạn tâm thần vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Thẩm phán đã lập luận rằng các hành vi đã được tính toán trước và đã được lên kế hoạch từ năm 2014. Tiến sĩ Chamberlain làm chứng rằng bị cáo không bị ảo giác mà bị ảo tưởng phát triển theo thời gian. Tòa án đã nghe nói rằng anh chưa quá đã bị ám ảnh bởi các trò chơi điện tử bạo lực liên quan đến kiếm và bắt đầu nhầm lẫn giữa thực tế và thế giới ảo, anh ta bị cho là áo tướng về nhiệm vụ giết người bằng kiếm từ năm 18 tuổi. Chuyển sang tỉnh bang BC, du khách nên đến sân bay Vancouver vài giờ trước chuyến bay vì việc kiểm tra an ninh đang gây ra sự chậm trễ. Khi các hạn chế đi lại của Covid-19 tiếp tục được nới lỏng, hành khách có chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Vancouver sẽ được yêu cầu đến trước giờ bay theo lịch trình của họ. Johnny Low cho biết cô đã đến 90 phút trước chuyến bay dự kiến đến Saskatoon vào đầu tuần này, nhưng đã lỡ chuyến bay vài phút vì sự chậm trễ kéo dài ở cổng kiểm tra an ninh hành khách. Ông Mike McNany là giám đốc đối ngoại tại sân bay quốc tế Vancouver cho biết sự thiếu hụt nhân sự đang diễn ra tại cơ quan an ninh vận tải hàng không Canada đang góp phần gây ra hàng dài và sự chậm trễ kéo dài trong quá trình xử lý hành khách thông qua an ninh tại sân bay. Ông cho biết sân bay đã đón khoảng 45.000 hành khách mỗi ngày và họ dự kiến con số đó sẽ tăng lên khi mùa du lịch hè bận rộn sắp tới. Cơ quan an ninh vận tải hàng không Canada cho biết họ khuyên hành khách nên đến trước 2 giờ đối với các chuyến bay nội địa và trước 3 giờ đối với các chuyến bay Hoa Kỳ và quốc tế. Cũng tại tỉnh bang BC, 8 sân bay nhỏ ở tỉnh này sẽ sớm được mở cho khách du lịch quốc tế lần đầu tiên sau đại dịch. Vào thứ hai, cơ quan dịch vụ biên giới Canada sẽ hoạt động trở lại tại 39 sân bay nhỏ trên khắp đất nước. Trong đó có 8 sân bay ở tỉnh BC, tức là tỉnh British Columbia, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu. Các sân bay BC mà du khách quốc tế sẽ sớm có thể đến hợp pháp là sân bay Boundary Bay ở Delta, nhà ga Bridging Point Seaplane ở Nanaimo, sân bay Campbell River ở Campbell River, sân bay Castlegar ở Castlegar, sân bay Eckhart ở biên giới Idaho gần Creston, Patricia Bay Floats ở North Sanic, sân bay Port Hardy ở Port Hardy và sân bay vancouver harbor flight center hầu hết các sân bay được liệt kê chủ yếu phục vụ máy bay tư nhân nhỏ và các chuyến bay thuê không có các chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình cộng đồng chinatown vancouver kêu gọi sự hiện diện của nhiều cảnh sát hơn trong bối cảnh bị phá hoại không ngừng những con sư tử ở khu phố tàu ở vancouver lại bị phá hoại một lần nữa sau khi chúng vừa được dọn dẹp sau vụ phá hoại hồi đầu tháng mặc dù không rõ liệu hành vi phá hoại có động cơ chủng tộc hay không. Danny Korn là huấn luyện viên trưởng khiêu vũ của câu lạc bộ múa rồng và sư tử Hong Sing cho biết tần suất phạm tội và mục tiêu của những con sư tử này khiến ông tin rằng đó có thể là một hành động chống đối người châu Á. Người đang làm việc này có lẽ biết sư tử quan trọng như thế nào đối với văn hóa người Hoa. Tôi chỉ ước rằng họ sẽ chỉ để những con sư tử này được yên. Chúng là những người bảo vệ cộng đồng, chúng cũng mang lại sự may mắn cho mọi người và mọi thứ trong cộng đồng, ông nói. Mặc dù đã có nhiều kêu gọi về giải pháp cho tình trạng phá hoại đang gia tăng trong khu vực, nhưng các giải pháp khả thi vẫn chưa được thực hiện. Mặc dù ông Kohn nói rằng ông không muốn nói cho toàn thể cộng đồng vì một số chia sẻ ý kiến khác nhau về việc tăng cường thực thi pháp luật trong khu vực. Ông nói rằng đã có một số lời kêu gọi có thêm an ninh và giám sát trong và xung quanh khu vực vào thời của tôi cảnh sát tuần hành quanh khu vực không phải là điều hiếm thấy theo quan điểm của tôi vào thời điểm đó thì cộng đồng an toàn hơn rất nhiều tôi hiểu các vấn đề về việc hạ bệ cảnh sát và phong trào đó nhưng tôi thật sự tin rằng nếu bạn mất cảnh giác mọi người sẽ chỉ lợi dụng tình hình tuần này thì một đề nghị trước hội đồng để triển khai hệ thống camera quan sát khắp thành phố đã bị thất bại ông nói tôi hiểu những lý lẽ rằng mọi người không muốn sống trong tình trạng cảnh sát giám sát nhưng nói từ một người tình nguyện viên và gắn bó với cộng đồng, tôi chỉ muốn những tội ác này được răng đe, thậm chí không xảy ra. Đây là lần thứ hai trong tháng này, mắt của những con sư tử bị sơn màu xanh lục và khu vực gần trung tâm cộng đồng bị thải phân. Cầu Lan Gate đóng cửa qua đêm vào cuối tuần này đã nâng cấp. Những người lái xe đến Vancouver từ North Shore cần phải lên kế hoạch cho một tuyến đường thay thế vào cuối tuần này do cầu Lan Gate đóng cửa theo lịch trình để bảo trì. Cây cầu này sẽ không cho giao thông cả hai hướng đi vào đêm cuối tuần này, trong khi các đội nâng cấp hệ thống của cây cầu này. Công việc bao gồm thay đổi và thử nghiệm hệ thống điện của cây cầu. Cầu và Stanley Park Causeway đã đóng cửa qua đêm vào tối thứ sáu và sẽ đóng cửa trở lại vào đêm thứ bảy và chứa nhật từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng hôm sau. đám cháy ở bãi rác đông nam Calgary đã được dập tắt. Theo sự cứu hỏa Calgary, một đám cháy bùng phát vào tối thứ sáu tại một bãi rác ở đông nam Calgary cuối cùng đã được dập tắt. Tính tới chiều ngày thứ Bảy, tiểu đoàn trưởng Paul Patrick cho biết ngọn lửa đã được dập tắt nhưng mà các đội vẫn ở hiện trường để đối phó với các điểm nóng và bảo đảm điểm nóng hoàn toàn được kiểm soát. Ông cho biết có 30 nhân viên cứu hỏa tại hiện trường tại Echo Recycling và Energy Corp gần 24 Street và Quarry Park Boulevard South East suốt cả ngày. Bộ Môi trường Canada đã ban hành một tuyên bố đặc biệt về chất lượng không khí cho thành phố Calgary, đặc biệt là ở phía đông nam do khói từ đám cháy gây ra mức độ ô nhiễm không khí trong khu vực tăng cao. Tuyên bố đó đã được bãi bỏ vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy. Đám cháy được báo cáo lần đầu tiên vào khoảng 8 giờ 10 tối ngày thứ Sáu khi một sự hưu cứu hỏa Calgary trả lời nhiều cuộc gọi về một đám khói tỏa ra từ khu vực công viên Quarry. Bãi rác chủ yếu chứa chất thải xây dựng và chất lấp đầy khô. Frederick ước tính đám cháy lớn bằng 4 sân bóng bầu dục. Lấy nước để dập tắt ngọn lửa là một thách thức đặc biệt đối với các nhân viên cứu hỏa vì họng nước gần nhất cách hiện trường khoảng một cây số hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy. Manitoba đã được chuẩn bị tốt, sẵn sàng để đối phó với trận lũ lớn. Khi người dân Manitoba xây dựng các bức tường bằng bao cát và nhìn các bờ sông biến mất dưới mực nước ngày càng dâng cao, hình bóng của trận lũ lục thế kỷ vào năm 1997 đã trở lại đúng 25 năm sau. Nhưng mà lần này các chuyên gia cho rằng tính đang có một nền tảng vững chắc hơn. Russ Androsik, trợ lý trưởng phụ trách cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải Manitoba, cho biết không nghi ngờ gì nữa, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mà chắc chắn là chúng ta đang ở một vị trí tốt hơn so với thời điểm của năm 1997. Hôm thứ Sáu, các nhà dự báo lũ của tỉnh cho biết trận lũ này có thể đạt tới khối lượng của trận lũ năm 2009, cao nhất kể từ năm 1997. Manitoba đã bị ảnh hưởng bởi một mùa đông nhiều tuyết nhất khi mà ghi nhận bởi bốn hệ thống mưa đáng kể chỉ trong tháng 4. Một hệ thống mưa khác sẽ tiến vào tỉnh vào cuối tuần này, mang theo lượng mưa 30 cho tới 80 mm cho miền Nam Manitoba. Và cuối tuần trước thì một hệ thống tương tự đã làm ngập Winnipeg với lượng mưa 50 cho tới 70 mm và thậm chí nhiều hơn ở phía Nam, bao gồm cả ở Hoa Kỳ trên đất liền đổ vào Red River và các phụ lưu của nó. Manitoba đã nhận được 200 cho tới 500% lượng mưa bình thường trong tháng 4 khi mà lượng mưa thường chỉ là 28 mm. Lễ kỷ niệm cuối học kỳ bị im tiếng khi học viên quân sự Hoàng gia Canada RMC thương tiếc 4 người thiệt mạng khi xe của họ lao xuống nước. Lễ ăn mừng vào thứ Bảy của năm học kết thúc đã bị im tiếng bởi thảm kịch tại trường Đại học Quân sự Hoàng gia Canada RMC khi sinh viên và nhân viên thương tiếc cái chết của bốn thành viên trong số họ. Các học viên sĩ quan Jack Hargard, Andre Honcio, Roden Murphy và Andre Salek tất cả đều chuẩn bị tốt nghiệp. Đã tử vong vào sáng sớm thứ sáu khi xe của họ lao xuống hồ bao quanh khuôn viên trường ở Kingston, tỉnh Ontario, Trường Đại học Quân sự RMC đã đóng cửa khuôn viên chính vào cuối tuần đối với người ngoài. Sinh viên rời khỏi kỳ thi cuối kỳ tại một tòa nhà liền kề khá yên tĩnh, với một số người nói rằng họ có thể sẽ hoãn lễ kỷ niệm cuối kỳ của mình vì những gì đã xảy ra. Thủ tướng Justin Trudeau đã đưa ra một tuyên bố nói rằng ông rất đau buồn cho gia đình và bạn bè của bốn người thiệt mạng. Trong khi chỉ huy RMC là Jose Kurtz cho biết toàn bộ cộng đồng trường đại học quân sự đang bị suy sụp bởi mất mát này. Học viên sĩ quan Hogarth đang theo học ngành quân sự và chiến lược và hy vọng sẽ trở thành một sĩ quan trong một trung đoàn thiết giáp, theo Bộ Quốc phòng. Còn Honcio đang theo học ngành quản trị kinh doanh và dự định trở thành nhân viên hậu cần. Murphy thì cũng là một sinh viên quản trị kinh doanh đang làm việc để trở thành người kiểm soát môi trường hàng không vũ trụ. Còn học viên sĩ quan Salek là một sinh viên nghiên cứu về quân sự và chiến lược, cũng muốn trở thành một sĩ quan thiết giáp. Bộ Quốc phòng không tiết lộ chi tiết về vụ việc chết người, chỉ nói rằng bốn người đã chết sau khi một chiếc xe đi vào hồ Ontario tại Point Frederick trong khuôn viên trường vào khoảng 2 giờ sáng thứ sáu. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Tại tỉnh bang Nova Scotia, giá dầu diesel tăng 17,1 cent là ngày tăng thứ tư liên tiếp. Giá dầu diesel đã tăng ở tỉnh bang Nova Scotia sau khi hội đồng đánh giá và tiện ích của tỉnh, viện dẫn, điều khoản ngắt quản của nó. Giá dầu diesel tối thiểu ở Halifax, zone 1 hiện là 253,4 cent mỗi một lít, tăng 17,1 cent. Đây là ngày thứ tư liên tiếp giá dầu diesel gia tăng. Vào thứ tư, một lít dầu diesel là 207,8 cent. Người dân ở Cape Breton đang trả nhiều tiền nhất cho dầu diesel trong tỉnh, với chi phí tối thiểu là 255,3 cent mỗi một lít. Theo Ủy ban Đánh giá và Tiện ích Nova Scotia, sự thay đổi này là cần thiết do giá dầu diesel trên thị trường có sự thay đổi đáng kể. Một công ty tại tỉnh PC có thể biến chiếc xe Porsche, xe minivan và xe buýt đi học của bạn thành xe điện. Dean Nider là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Reese EV, một công ty có trụ sở tại Vancouver chuyên chuyển đổi các loại xe thành xe điện. Chiếc Porsche 912 năm 1976 của ông Nider cũng là một sản phẩm của công ty này. Chiếc xe thể thao bắt mắt và hầu như không gây tiếng ồn gần đây đã khiến cho mọi người bàn tán tại Vancouver Sunrun, nơi nó dẫn đầu cuộc đua với tư cách là chiếc xe chạy với tốc độ 10 k Ông Nader chia sẻ chiếc xe này đã trở nên hấp dẫn hơn gấp nhiều lần và tôi đã làm một điều đúng đắn. Tôi đã giữ chiếc xe cổ được chạy trên đường phố, nó còn xanh hơn, sạch hơn và không có khí thải và nói chung là nó rất hợp lý. Việc chuyển đổi bao gồm loại bỏ động cơ 87 mã lực của chiếc xe cũ và thay thế bằng động cơ 130 mã lực mà ông Nader gọi là con gà tay nặng 60 pound. Việc lắp ráp thêm bên là khiến cho chiếc xe nặng hơn khoảng 100 kg nhưng mà nó cung cấp thêm 50% năng lượng cho xe. Trong giai đoạn hiện tại, Rizzo EV chuyên chuyển đổi xe thể thao và xe cổ thường với chi phí khoảng 50.000 cho tới 100.000 đô la. Nhưng nó mới chỉ là bắt đầu. Công ty của ông quảng cáo về dịch vụ chuyển đổi các xe thương mại và xe buýt, một lĩnh vực mà ông này đã hy vọng sẽ trở thành dịch vụ cốt lõi của doanh nghiệp. Ông chia sẻ, ở quy mô phù hợp, việc chuyển đổi một chiếc xe buýt học sinh sang xe điện sẽ có giá trị bằng một nửa so với một chiếc xe buýt mới trị giá 400.000 đô la, khiến cho dịch vụ này vừa bảo vệ môi trường lại vừa tiết kiệm hơn. Chuyển đổi xe điện, theo suy nghĩ của ông Nider, là một thị trường chưa được khai thác và là bước quan trọng đối với Canada khi mà quốc gia này cố gắng chuyển từ sử dụng động cơ chạy bằng khí đốt sang các phương tiện không phát thải vào năm 2030 những mục tiêu kinh doanh đó vẫn chưa thành hiện thực và ông nider cho biết vẫn còn các quy định của bộ giao thông vận tải canada cản trở hoạt động kinh doanh xe buýt mà công ty mong muốn